Hôm nay đã là buổi thứ 5 mình trị liệu đau vai gáy tại Đông Phương Y Pháp. Mình cảm thấy rằng là đã cải thiện đến 90% các cơn đau rồi đấy. Mình cũng đã có thể quay trái, quay phải, cúi đầu làm việc. Từ buổi 1 đến bây giờ thì mình đã đặt gạch để được chị Nga trực tiếp xoa bóp, bấm huyệt và châm cứu. Vì là khách quen rồi nên là hẹn lịch trước, đến không cần phải chờ đợi gì cả. Mình thường đến lúc 5 giờ vì tan làm thì mình qua luôn, tiện đường mà. Tuy nhiên thì lưu ý với các bạn rằng là không nên đi trị liệu quá muộn đâu nhé, vì về tắm ngay là không tốt và trung tâm chỉ làm tới 17:30 hàng ngày thôi. Vậy nên là nếu muốn trị liệu muộn hơn một chút thì các bạn nhớ đăng ký lịch trước 15 giờ chiều mỗi ngày nhé. Đông Phương Y Pháp luôn cung cấp ga giường mới, quần áo sạch cho khách. Tuy nhiên thì mình là khách quen nên đơn vị đã trải sẵn cho mình một chiếc ga giường mới và một bộ quần áo tươm tất để ở đây cho mình. Và mình rất thích sự chu đáo này, đảm bảo an toàn sạch sẽ cho người bệnh. Ở đây cũng có phòng trị liệu riêng biệt cho nam và nữ, không phải chung đụng gì cả. Mỗi giường sẽ có một rèm che tách biệt như thế này nữa. Mỗi vị khách trước khi thực hiện trị liệu đều được kỹ thuật viên mời uống một cốc trà. Trà này sẽ giúp lưu thông kinh lạc, khí huyết, hỗ trợ tác dụng với xoa bóp, châm cứu, bấm huyệt. Uống trà nhâm nhi cũng là lúc mình thư giãn và đợi kỹ thuật viên chuẩn bị trang thiết bị y tế. Các bạn kỹ thuật viên xoa bóp bấm huyệt rất là đã. Xoa bóp đến đâu thì mình cảm thấy cơ thể thư giãn, khí huyết lưu thông tới đó. Vùng vai gáy cũng nhẹ nhàng hơn. Thông thường một buổi trị liệu sẽ rơi vào khoảng 60 phút, 30 phút đầu là xoa bóp bấm huyệt và 30 phút châm cứu. Xong buổi trị liệu thứ 5, thoải mái thật. Mình còn 5 buổi nữa là hết phác đồ điều trị rồi. Với tiến triển như thế này thì mình nghĩ là sẽ chóng khỏi để mình tiếp tục đam mê công việc và chăm lo cho cửa hàng bé nhỏ của mình. Cảm ơn trung tâm Đông Phương Y Pháp có đội ngũ bác sĩ giỏi, kỹ thuật viên mắt tay đã giúp mình đỡ đau mỏi vai gáy như vậy. Nếu cần tìm địa chỉ chữa đau vai gáy tự nhiên bằng vật lý trị liệu không cần dùng đến thuốc thì Đông Phương Y Pháp là lựa chọn tin cậy đó ạ.